Chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì hôm nay em có về một ít giải mã. Ba con này đều là giải mã không mồi hết nha quý vị. Thì để giới thiệu đến quý vị và các bạn. Thì hôm nay em không có test nhạc quý vị, vì mấy con này thì về em test hoàn hảo hết luôn ha. Thì em gửi đến quý vị. Hàng của em thì quý vị yên tâm ha. Đến tay quý vị thì tất cả tình trạng đều là đúng như trên clip báo. Hoạt động hoàn hảo thì báo hoạt động hoàn hảo, nếu lỗi thì báo lỗi, chứ không có vụ mà lấn cấn này nọ ha. Thì mấy hôm nay bản quyền nó đánh quá trời quý vị ơi. Test nhạc vô dính hoài luôn, dính quá nhiều luôn rồi. Bây giờ nó báo hoài luôn rồi, bây giờ em phải nó cảnh cáo hoài à. Bây giờ clip này tạm thời em không có test nhạc đến quý vị ha. Thì mà tất cả chức năng thì em đã test cho quý vị hết rồi. Thì về một con mà răng NA7004. Con này là giải mã network, giải mã đời cao nha quý vị, đời cao của Marantz. Con này thì trên thị trường quý vị cũng rất là đắt tiền nha. Con này thì hàng em đấu giá về quý vị, đấu trực tiếp từ Nhật về ha. Con này thì không có remote, không phụng shop nha quý vị. Đó, giá cũng mềm luôn quý vị, bao mềm luôn. Rồi bên đây là con Denon 2000AL, cũng là đời cao của Denon quý vị. Con này thì giải mã cũng tuyệt vời luôn. Tiếp tục bên đây là con Sony JB 940, thì con này cũng là giải mã không mồi, đầu MD giải mã không mồi. Con này thì đĩa MD hoạt động tốt hết, những vị thu phát tốt hết, hoạt động mòn hoàn hảo mọi chức năng. Thì con Sony JB 940 này thì bên em đang giao lưu đến quý vị và các bạn với mức giá là 4 triệu rưỡi thôi quý vị. Đợt này về giá tốt thì giao lưu quý vị giá tốt ha, giá cực kỳ tốt quý vị và các bạn sở hữu. Con JB 940 này thì cái âm nó rất là hay, rất là chi tiết quý vị, đối với dòng giải mã Sony này đời cũng khá cao á. Em này thì quá tuyệt vời rồi, em quay chi tiết mặt cho quý vị xem nè, em mới có làm sơ sơ luôn á. Quý vị thấy ha, mặt là đẹp xuất sắc luôn. Vỏ thì ở phía trên nó có một vài vết chảy xước do là mình chất chồng lên á, quý vị, hàng về chất chồng lên đó. Rồi phía sau em nói đây quý vị, phía sau cũng là xuất sắc luôn ha, vừa thấy là óng ánh luôn nè. Đó, giá 4 triệu rưỡi cho con MD Sony này ha, made in là bằng. Rồi tiếp theo là con Denon 2000, con này là giải mã không mồi nha quý vị, khỏi cần đĩa cũng giải mã được luôn ha. Rồi tiếp theo là con Denon DMD 2000AL, con này thì em đã có quay chi tiết cho quý vị xem luôn rồi, và mức giá của em nó là 3 triệu 500 để chúng ta sở hữu. Mức giá rất tốt ha, đời năm 2000L đó. Con này thì đĩa MD nó không hoạt động nha, vì chúng ta dùng làm giải mã thôi ha, giải mã nhạc mạng chất âm rất là hay và rất là sang trọng nha. Đó, những con ở đây thì về trưng bày rất là sang trọng. Rồi tiếp theo ở bên đây là con này thì nói chung cũng thuộc dòng cao rồi, Marantz NA7004 là đời cao rồi tôi quý vị. Con này thì em đấu giá trực tiếp từ Nhật về ha. Con này thì nói chung là chức năng của nó hầu như là quá nhiều quý vị, xài không hết luôn ha. Có cả cạc Bluetooth quý vị, kết nối với mạng network và chúng ta điều khiển bằng cái điện thoại luôn ha, kết nối với iPod, iPhone. Rồi cổng USB này ha. Đó, rồi cổng optical, rồi đầy đủ hết, DT Rita optical, rồi CoSan. Nói chung con này thì tất cả những cái thứ giải mã nào trên đời nó tập trung đây hết. Đó, đây là hàng công nghệ cao và là hàng cao cấp của Marantz quý vị. Quý vị thấy nó thiết kế giống như những cái sản phẩm cao cấp của Marantz ha, thiết kế rất là đẹp. Con này thì em đấu giá về quý vị, vận chuyển về nó cắn cái vỏ trên đây nè, cắn gốc vỏ nè, bên đây vậy rồi, rất tiếc nha. Bên Nhật chuyển về đây nó bị cấn như vậy. Con này thật sự là nếu mà nó không cắn gốc thì nó giống như là thiếu thùng xốp vậy thôi quý vị, nó không remote ha. Remote thì anh em có thể mua remote học của mấy anh em có bán lại quý vị, có mấy trăm thôi. Còn cái cạc Bluetooth của em nó, con này quý vị sử dụng cái cạc Bluetooth MacBook ha, thì mua thêm khoảng 1 triệu thì bên bên ngoài nó có bán luôn. Tại vì con này thì em giao lưu đến quý vị với mức giá rất là tốt quý vị. Nói chung đợt này em nói chung đấu giá canh mấy con này nó cũng được cái giá tốt, nên em giao lưu với mức giá tốt luôn. Con này quý vị vì thấy nè, tất cả là nó keng xà beng hết luôn ha, ốc hến này nọ là phản chóe hết luôn. Thì con này giá chỉ có 5 triệu 2 thôi, 5 triệu 2 để sở hữu một con giải mã cực kỳ đẹp tuyệt vời như thế này và chất âm rất là hay. Đó, full cổng hết nha quý vị, full cổng.
Đó, quý vị muốn dùng Bluetooth thì chúng ta phải mua cái cạc Bluetooth đó. Nó khoảng 1 triệu quý vị ha. Trên mấy anh em có bán rất nhiều, và cái remote thì mấy trăm thôi. Và con này em bán giá rất là tốt rồi quý vị. Tại vì con này thì thị trường, nếu mà quý vị mua một con là nó full hết đầy đủ phụ kiện, thấy anh em bán có thùng thì nó tầm chục triệu á, thì em nghĩ nếu mà không cần cái thùng, anh em mua thùng rồi lấy cái thùng cũng không làm gì, thì nếu mà mua được con này quý vị tiết kiệm được rất nhiều luôn ha. Anh em mua remote và một cái cạc Bluetooth về mà sử dụng thôi, còn không thì chúng ta về sử dụng giải mã qua TV rồi các kiểu qua CD rồi giải mã qua con này thì rất là hay đó, không cần với mấy cái linh tinh kia cho nó mất công rồi, thì mức giá quá tốt để chúng ta sở hữu. Rồi em xin kết thúc video tại đây, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi, xin cảm ơn.